biến những cái ưu đãi nhàm chán của bạn thành trò chơi hấp dẫn. Có bao giờ các anh chị nghe những cái ưu đãi mà nghe nó ngớ ngẩn, ví dụ như là nặng bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu không? Rồi ai mà đi xuyên qua cái ô mà vừa lọt cái ô bao nhiêu phần trăm thì đi xuyên qua được cái ô bao nhiêu phần trăm thì được giảm bao nhiêu phần trăm không? Gần đây nhất đó là Starbucks. Họ có một cái game rất là hay, đó là mọi người sẽ mix các cái nước uống với nhau, sau đó đăng lên, nếu mà có người nào mà mua cái nước uống đó thì họ sẽ đóng gói thêm một cái nước như vậy. Thì đó chính là những cái gamification trong marketing, tức là biến những cái ưu đãi nhàm chán trở thành một cái trò chơi. Tại vì khi mà chúng ta ưu đãi á thì tâm lý của khách hàng là gì? Đang bị ế, đang cần bán ngay. Nhưng khi chúng ta tổ chức một trò chơi thì cái người chơi sẽ không bao giờ nghĩ đến cái việc đó. Người ta sẽ nghĩ là ồ, đây là một cái thử thách rất là hay và thú vị và tôi muốn tham gia cái chương trình này. Có rất là nhiều người đã từng thử thách những chương trình này và rất là thành công. Đó là lý do vì sao những cái công ty, những cái tập đoàn trên thế giới họ hiểu cái việc này và họ thường xuyên làm việc đó.